Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, sau khi mà mạng xã hội đã đánh giá một sao cho nhà hàng Hương Nguyễn Wedding and Event Center, thì Hương Nguyễn nhà hàng đã có tiếng nói và họ đã nói rõ ràng trong một cái lá thư để đính chính lại tại sao mà có mặt Hồng Phượng ở đó. Họ hoàn toàn không biết, cũng như là trong cái lời đính chính đó thì chúng ta thấy rằng cô Hồng Phượng này đến đó qua một đơn vị thứ ba hoặc là có một người bạn nào đó mời đến dự mà thôi, chứ không phải như là hình ảnh mà cô ấy đăng trên trang cá nhân là giao lưu với khán giả hoặc là chào mừng ca sĩ Hồng Phượng tham gia buổi giao lưu Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa. Cho đến bây giờ này, trong cái trang Facebook của cô ta thì cô ta cũng vẫn để cái chữ là chào mừng ca sĩ Hồng Phượng tham gia buổi giao lưu ở Đà Lạt thành phố bốn mùa hoa. Tôi thấy cái này nó không ổn lắm, vì nó không phải là sự thật. Cô ta chỉ là được mời theo bạn bè hoặc là theo một người nào đó. Chẳng hạn như tôi mời bạn, rồi bạn mời thêm một người, rồi người đó lại mời thêm một người bạn nữa. Có giống như cái kiểu mà ăn theo vậy các bạn. Rồi đến trong cái buổi tiệc đó, buổi câu lạc bộ bóng đá đó, thì lúc mà giữa giờ thì cô Hồng Phượng này lên giúp vui. Thứ nhất là không biết là cổ mong muốn lên được giúp vui hay là có ai đó mong rằng mời cô ta lên chúc vui, thì chúng ta cũng chưa có biết được cái chuyện này nữa. Có người thì nói rằng cô ấy tự động lên để giúp vui mà thôi, để cho có mặt ở trong cái buổi diễn đó. Và nếu mà có hình ảnh như thế thì cô ấy sẽ nói rằng cô ấy đang đi lưu diễn thêm một lần nữa. Bữa hổm thì lưu diễn ở bên Pháp. Bữa nay thì cô ấy để trên cái trang Facebook của cô ta là giao lưu ở bên Dallas chứ không phải Đà Lạt các bạn ha. Cái này khịa chơi đấy các bạn, làm cho nhiều người cũng tưởng rằng ngay cả bản thân tôi cũng vậy, thấy chữ Dallas đó, ủa bữa hổm qua Pháp, bữa nay qua Mỹ được hay quá gì ta. Thật ra là Đà Lạt chứ không phải là Dallas. Nhưng cô này thì hay cái thích khoe khoang, cái tánh ngông cũng không bỏ đâu các bạn ơi. Cho đến bây giờ cũng không biết mình sai là sai cái gì nữa. Cho đến sau khi mà nhà hàng người ta có những cái lời nói mà để cho cô này xin lỗi đấy các bạn. Như là để ra cái mình nhớ là coi nhà hàng cái gì là bên người ta thì có đề là không hề có booking giữa nhà hàng và cô Hồng Phượng, nếu có nhà hàng đã làm truyền thông và đăng bài. Nhưng tới nay khi biết được sự việc, chúng tôi chỉ lên đúng một bài đính chính đến liên quan của ta mà thôi. Còn phần thứ hai thì người ta nói rằng việc Hồng Phượng lên hát là tự phát chứ không có ai mời hết. Nhà hàng không hề nghe bất cứ thông tin nào là sẽ có cô ca sĩ xuất hiện, cũng chưa được sự thông qua bất cứ tổ chức nào về việc này. Chỉ có hai phương án, hoặc có một bên thứ ba làm việc với khách đặt tiệc của chúng tôi, hoặc là cô ca sĩ này chỉ đi tham dự tiệc và xin được lên hát. Và xin được lên hát. Chỉ có như vậy thôi mà cô ta đã làm một cái cơn trút xoáy như bão tố phong ba đến cho cái nhà hàng này. Nhà hàng người ta mới thành lập không bao lâu, tốn kém rất là nhiều tiền bạc. Nhưng mà khi có mặt của cô Hồng Phượng này thì quý vị cũng biết rằng sự phản ứng của khán giả và mạng xã hội sẽ rất là gay gắt. Người ta nói lên cái bản chất không thật thà của cô này và cái sự trơ trẽn bao lâu nay. Luôn luôn lúc nào cũng khoe khoang, nhưng mà trong cái khoe khoang là những cái sự mà dối trá, lọc lừa khán giả không à. Như là cô ta viết trên đây nè, trong cái trang Facebook của cô ta là gặp nhau tại 124 Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Lạt tối nay nhé, 2 tháng 12 năm 2023. Rồi đăng cái hình của mình, rồi public cái địa chỉ của nhà hàng đó. Đó là cái sai của cái người này, vì nhà hàng cũng đã lên tiếng rồi, họ không có mời cái cô Hồng Phượng tới đây. Họ không có mời cô Hồng Phượng tới đó để trình diễn văn nghệ gì hết. Nhưng mà cô ta dám lấy cái địa chỉ và cái tên nhà hàng của người ta để
câu view, câu like trong cái Facebook của cô ấy và trong cái YouTube của cô ta. Cô ta muốn nói với khán giả rằng là cô ta sau khi được ở bên Pháp về thì cô ta được đi lưu diễn ở bên trên Đà Lạt nữa. Nhưng mà cô ta không để Đà Lạt mà cô ta để Dallas nữa chứ. Cái sự kiêu căng tự phụ của cô này nó như thế nào ấy? Tuổi đời cũng đã 30 mấy rồi, bằng tuổi với Hồng Loan 37 tuổi rồi. Nhưng mà cái cách đối chuyện và cách việc làm của cô ấy thì nó không chững chạc chút xíu nào chứ nghe. Khi sai rồi thì lại không bao giờ biết nhận lỗi. Cô ấy có viết một cái là thư ngỏ. Thư ngỏ chứ không phải là xin lỗi sau khi nhà hàng đó, nhà Hương Nguyễn á, bắt cô ta là phải xin lỗi vì đã public cái tên và cái địa chỉ của nhà hàng đó ở trong cái trên trang Facebook của cô ta. Bởi vì nhà hàng mới bị một sao đó các bạn. Thì cô ấy có viết một cái thư ngỏ thôi và cô ấy đùng tất cả trách nhiệm là cho mạng xã hội. Và cô ta không có xin lỗi. Cô ta nói là cô ta lên trển hát giao lưu thì nhiều người quá khích vào tẩy chay và đánh một sao cho nhà hàng đó, thì cái lỗi đó là không phải lỗi của cô ta mà là lỗi của cộng đồng mạng. Khi mà nhà hàng đó muốn cô ta có một lời xin lỗi, một lời đính chính đàng hoàng thì chúng ta biết ngay là cô ấy sẽ không làm chuyện đó đâu. Cho đến bây giờ làm việc sai trái mà còn chưa biết xin lỗi, cái việc tày trời là tiền phúng điếu nè, rồi gian lận cái BH Media ký kết hợp đồng với người ta qua mặt Hồng Loan nè, những cái chuyện tày trời như vậy cô ấy còn không xin lỗi thì làm gì mà cô ấy xin lỗi đối với một cái nhà hàng Hương Nguyễn, phải không các bạn ha? Chắc chắn là không bao giờ đâu. Và trong cái thư ngỏ đó thì cô ấy đổ thừa cho cộng đồng mạng. Chứ cô ấy làm gì có lỗi. Tước quyền làm con của người ta, thầu đám tang, rồi có dấu hiệu ăn chặn tiền phúng điếu, lên trên Bình Dương ký kết hợp đồng, rồi sau đó ký hợp đồng với lại BH Media. Những việc làm của cô ta hoàn toàn sai trái với đạo đức con người. Nhưng mà cô ấy nói rằng cô ấy không bao giờ có lỗi. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn nói rằng cô ta không có lỗi trong cái việc thầu đám tang. Chúng ta hãy suy nghĩ coi, hai mẹ con của cô ta đã được cố nghệ sĩ cu mang như thế nào, còn mẹ của cô ta thì như thế nào. 20 năm làm cho cố nghệ sĩ phải gồng gánh biết bao nhiêu nợ nần, phải bán bao nhiêu tài sản để trả nợ cho mẹ của cô ta. Đáng lẽ cái việc mà ma chay làm đám tang á thì hãy phụ giúp cho Hồng Loan làm những việc đó để trả lại cái ân tình, cái ơn nghĩa của cậu mình. Nhưng mà đằng này cô ta phụ giúp Hồng Loan làm đám tang nhưng mà bắt buộc Hồng Loan phải mang ơn cô ta. Nói thiệt với các bạn chứ sau khi mà nhà Hương Nguyễn đám cưới and even có lên tiếng nói rằng Hồng Phượng phải có một lời nói nào đính chính hoặc là xin lỗi nào đối với nhà hàng để cho cộng đồng mạng và xã hội được biết cái việc làm vừa rồi của ta là sai trái, nhưng cô ta chỉ đề một cái thư ngỏ và không có xin lỗi, tất cả đều đổ hết cho cộng đồng mạng quá khích tẩy chay nhà hàng, chứ còn cô ta thì không có lỗi gì hết trong cái vấn đề này. Cái bài đó thì cô ta đã gỡ xuống rồi. Tôi nói thiệt với các bạn chứ giang sơn thì dễ đổi, bản tánh khó thay lắm. Cái cô này dầu cho đánh chết đi nữa cũng như vậy, cũng không bao giờ thay đổi. Bây giờ ông tòa có phán cô ta làm cái tội hình sự đi, sau này mà tìm hiểu được trong vấn đề tiền phúng điếu đó các bạn, nếu mà bị tội 331 hay là bị tội hình sự gì đó thì cô ấy vẫn một bực là không có lỗi. Mặc dầu những chuyện làm của cô ấy là hoàn toàn sai với là cậu của mình, với là người đã khuất, đối với người chị họ của mình. Nhưng mà cô ấy, đối với cái tư duy của cô này thì cô cho là đúng hết. Những cái việc làm cô ấy làm
là hoàn toàn đúng hết. Trong khi đó mọi người đều chán chê và thấy những cái việc làm cô ấy làm rất là trơ trẽn. Thật ra tôi cũng biết ngay là cô này không bao giờ xin lỗi đâu. Đọc cái bản tường trình của Nhàn Hương Nguyễn bắt cô này xin lỗi, tôi nói cô này không xin lỗi đâu, cứng đầu lắm. Có nhiều người còn gọi là lì mà. Nhất là cái cô ca sĩ này rất là ngoan cố và rất là lì luôn nha các bạn ha. Lì có nghĩa là không bao giờ chịu thay đổi cái tính nết của mình mặc dầu mình đã làm sai. Chữ lì này, có một Facebooker đã từng nói cô ca sĩ này không biết mình sai cái chỗ nào, lì tới cái mức độ mà trơ trẽn cho những cái việc làm của mình và cho rằng là những việc làm của mình không bao giờ là sai cả. Cái lì không bao giờ chịu xin lỗi, có lẽ là hấp thụ được nội công từ nơi người mẹ này đây. Cho nên cái gen đã truyền thụ qua cho cô này, cho nên cô ấy rất là bướng bỉnh và cứng đầu trong những việc làm sai trái của mình. Các bạn có thấy một người nào mà đi lưu diễn giống như cái cô ca sĩ này không? Không có một cái văn bản nào hay là cái một cái địa phương nào để có một cái văn bản giống như chúng ta đi lưu diễn để giao lưu với khán giả bên kia đó các bạn. Đại khái là như vậy. Còn ca sĩ đi đi hát theo cái diện gì, du lịch hay là đi lưu diễn, nó cũng có cái văn bản rõ ràng ở trong cái passport của mình, trong cái visa của mình xin. Còn đằng này không. Cái kiểu mà giống như nhiều người nói rằng xin bầu show qua bệnh hát để được mang cái tiếng là đi lưu diễn. Chứ lưu diễn đâu phải là như vậy. Lưu diễn người ta nó rõ ràng, nó có công văn rồi, người ta được truyền thông loan tải, được chính phủ sở tại ok rồi, bầu show đăng những hình ảnh poster nó hoành tráng lắm, chứ không phải là như cái kiểu mà lưu diễn như thế này. Rồi là chúng ta đã thấy sự sai trái rồi. Rồi về nói một cái cách khác là đi ăn ké từ một người bạn nào đó lên trên Đà Lạt thì đề là Dallas, rồi nói là giao lưu cùng với khán giả. Mà trong khi đó thì nhà hàng người ta đã đính chính và người ta đã nói rõ ràng rồi như thế nào là theo một người mà ca sĩ mà người ta nói như thế nào nó cho nó rõ ràng hơn nè. Nếu như là một người ca sĩ mà tự trọng đó các bạn, thì người ta thấy rất là nhục nhã khi mà bị một nhà hàng đưa cái tên mình vào danh sách đen và cấm vĩnh viễn là không cho vào cái nhà hàng đó nữa. Người ta rất là mất mặt. Còn đối với cô này thì không. Đối với cổ, những cái chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Trời ơi, cái chuyện tiền phúng điếu kìa, còn không sao kê nữa kìa. Còn mấy cái chuyện này đối với cổ là cái gì? Nó nhỏ như là ngón tay vậy thôi à. Không, có cái dấu hiệu ăn chặn tiền phúng điếu mà cô ta còn không coi ra gì hết. Không, mỗi lần nói tới sao kê là đụng đến cái nỗi đau trong lòng lắm. Nhưng mà cô ấy còn coi như pha. Cô ấy xem những cái chuyện mà thầu đám tang, ăn chặn tiền phúng điếu từ nơi cậu của mình, những cái chuyện đó là những cái chuyện mà cô ấy đáng được hưởng. Đại khái là cái tư duy của cô ấy là như vậy đó. Không có ai có quyền mà bắt cô ta sao kê vậy nha. Mong rằng sau này Hồng Loan và Ni sẽ thu thập được nhiều thông tin từ nơi tất cả khán giả cũng như những người nghệ sĩ đã đi phúng điếu để đem cái việc này ra ánh sáng các bạn ha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những gì mình cập nhật được và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.